Xin mến chào quý vị và các bạn, cùng trở lại video thứ hai chúng tôi xử lý phôi xanh, xin lỗi, phôi si búp hồng tại nhà anh Chiến, Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Như ban đầu thì cái bệ rễ này nó được trải dài tới 2 mét của một mặt. Khi chuyển về thì cũng đã cô gọn bớt rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi đến chúng tôi còn bớt đi tiếp tục một nửa nữa để cho nó vừa với lại thân cốt, chứ nó xòe rộng quá nó cũng không có đẹp. Và phần trên thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục và để sau này nó ra, để chúng ta sau này cho vào trong chơi nó gọn gàng, nó đẹp hơn. Để cô bệ làm bệ, các bạn biết là rất hại đồ cũng như xích máy. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải làm để sau này không phải làm đi làm lại. Na Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng rất nổi tiếng về na. Hôm nay một buổi sáng thứ bảy cuối tuần, Tiến sự xin gửi lời chúc đến quý vị và các bạn trong những ngày cuối tuần được vui vẻ.
Đây là anh em hội sinh vật cảnh Liên Khê tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Một buổi sáng anh em đã có một ấm trà rất ngon, cùng bàn luận về hình cây đang sốt, đang nóng lên dần. Đang nóng lên dần. Tôi vẫn tiếp tục thực hiện phôi này. Hôm nay sẽ đi vào chuẩn bị. Anh em đi sớm đây à nhá. Vâng, chúng ta cùng theo dõi cây si này, một trong những phôi rất khủng. Và cái mặt này thì cũng đẹp, hai mặt sẽ đẹp các bạn nhé. Mặt này thì nó có một cái cành chúng ta có thể tận dụng được, tuy nhiên thì chúng ta sẽ chuyển nó là mặt đằng sau. Ta sẽ chuyển cái mặt kia về đằng trước. Hai mặt đều đẹp.
là tôi đang minh họa để quyết định cắt cái trục giữa các bạn nhé. Rồi một tay bay xuống, một ngọn hồi che thân. Và sau này sẽ làm một cái ngọn phụ ở phía tay trái màn hình các bạn nữa. Đây là phía mặt, nói chung là hai mặt đều đẹp, tôi sẽ quay về mặt kia. Ở cái trục giữa thì tôi đang bịt để khả năng cao là sẽ cắt để giảm chiều cao và giảm cái đoạn trục thẳng đó. Đây các bạn nhé, đó, giữa màn hình đấy, cái đoạn đấy tôi sẽ cắt và tạo u biếu ở chỗ đó. Đây các bạn mới hình dung như này, nhìn cây thoáng và đẹp. Nếu mà để cái trục giữa thì cây nó sẽ bí và nó cứng cây. Tiếp tục tôi sẽ mang về mặt kia và sang một cái góc cạnh như thế này nữa thì cây nó cũng có cái độ 3D. Cái cành vừa phóng vừa bay thì nó sẽ có nhiều chi tiết ra để nó đẹp hơn, bởi vì kia nó chỉ có một cái thân trụ thôi. Ở cái bao mà trục giữa phía mặt kia thì nó không được lấp, và mặt này các bạn nhìn nó lấp đi. Và sẽ có cái ngọn hồi che thân lại, quay về gốc. Ở phần dưới thì chị Trịnh đặt xuống phần dưới cái đã đặt những cái chốt, cái đầu cắt dưới này. Đấy, 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 đúng rồi. Ở phần dưới sẽ được phụ họa. Như một con tử lưng vậy. Chủ nhân nhìn ok chưa? Được chưa? Là chúng ta sẽ bỏ cái trụ ở giữa đi. Nhấc cái bao xem nào. Nhấc cái bao cho mọi người ngắm xem nào. Chúng ta cùng nhìn lại cái trụ ở giữa và quyết định cắt hay không nào. Đó. Sau này nó lên nó sẽ rất là bí. Rồi ok. Này tôi vừa cắt cái sừng né đây các bạn nha. Ba bông các bạn nhá. Bông bay à. Bắt đầu lắp đi. Các bạn thấy những người cô mỗi bên nó chỉ ra 4-50 phân nữa. Còn bán luôn non à? Rồi các bạn thấy chúng tôi sau khi cô bệ từng
móng một rồi các bạn nhé. Đây, bể bây giờ nó rất là gọn. Và đây là những cái đường tạo sẹo, cốt rất đẹp. Ở cái này nó ít dễ thả nên nó mới được cốt, mới được bể như này các bạn. Đây là phía trên. Tôi sẽ đi các góc. Cái góc này các bạn thấy cũng rất đẹp. Đây phía mặt sau các bạn nhá. Mặt sau cũng được cô gọn. Cứ đứng đấy không sao đâu. Đây phía mặt sau. Đấy đúng rồi. Mặt sau thì nó có được một số điểm rồi. Các bạn cùng theo dõi. Rồi tôi trở về mặt trước và kết thúc. Và đây là tổng thể. Đấy, trông rất là gấu. Đây, chủ nhân thì do công việc nên bây giờ mới xuất hiện được. Xin mời anh đứng ạ. Bây giờ bệ này, thân cốt là cô gần như là rất kỹ rồi. Và bây giờ anh có cảm nhận gì không? Không ngờ cái tác phẩm nó lại tạo tác, nó lại ra một cái tác phẩm nó lại độc đắc nha. Rồi. Bây giờ này thì chắc là có một không ai. Cái nào giống này. Bây giờ thì khi mà làm rồi thì cái phần tiếp theo đó là phần chăm sóc. Nhá, anh phải chăm sóc cố gắng một chút. Là tâm đắc để chăm sóc cái cây này để em chơi. Cái này bây giờ thì trên là che lưới. Dưỡng cho ẩm thôi. Nhưng mà nhớ là cái thời gian đầu khoảng một tuần nhá, một tuần không cần phải tưới đâu. Chỉ có dưỡng thân cho nó ẩm thì thôi, còn cái phần này chúng ta phải để cho nó khô nhựa nhá. Không nên tưới ngay. Để cho nó khô nhựa rồi bắt đầu nó mới phun rễ mới ra. Phun rễ mới thì nó sẽ phát triển đẩy mầm ra. Ở trên thì chúng ta che nắng, không được để cho nó cháy lưng là được. Vì mùa này là mùa phát triển cây. Các bạn theo dõi video phần kết tại nhà bạn Chiến, tại Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Một trong những phôi si rất đẹp. Tất cả anh em có thời gian này qua mình chơi rồi ngắm cái tác phẩm này nhá. Có chè, có gì không? Có chè, có thuốc, có bia, có rượu. À lại còn cả bia nữa. Rồi, chủ nhân lại chỉ nhận bia. Chủ nhân có mời anh em đến thăm ngắm phôi cốt này và có bia uống nhá. Vâng, thời lượng cũng khá dài rồi, tôi xin kết thúc video này ở đây. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chúc quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và cùng thưởng thức, tiếp tục ngắm những tác phẩm đẹp. Xin chân thành cảm ơn.